Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những tháng cuối năm, do nhu cầu của thị trường có xu hướng tăng cao khiến tình hình buôn lậu ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt là thuốc lá với số lượng lớn. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có biện pháp tổng thể, quyết liệt nhằm ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn tồn tại nhiều năm qua. Mặc dù chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả đã được các lực lượng chức năng đẩy mạnh, song tình hình buôn lậu luôn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt là tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán hàng năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cao nên nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có dấu hiệu gia tăng. Vì vậy, chống buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, càng trở nên phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, tập trung kiểm tra các điểm nóng của các lực lượng chức năng. Dù đã có nhiều giải pháp, nhưng với những thủ đoạn tinh vi, chiêu thức khó lường, nên nhiều chuyến hàng từ biên giới vẫn ngang nhiên thẩm lậu vào thị trường nội địa, khiến các lực lượng chức năng phải gồng mình đối phó. Ngoài việc đưa hàng bằng xe qua cửa khẩu chính ngạch, tại các đường mòn, lối mở, các đầu nậu cũng không quản ngày đêm thuê vận chuyển hàng lậu để tiêu thụ dịp Tết. Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán 2022. Trong cái thời gian một tháng trở lại đây, thì hầu như là ngày nào thì lực lượng của đồn biên phòng Cầu Muống cũng có tổ chức mật phục và đánh bắt được các cái vụ buôn lậu, chủ yếu là thuốc lá các loại và đường cát nhập lậu. Xuất phát từ cái tình hình trên, thì căn cứ vào các cái kế hoạch của ban chỉ đạo các cấp, kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thì và tình hình thực tế của đơn vị, thì đồn biên phòng Cầu Muống đã chủ động xây dựng các cái kế hoạch cao điểm đấu tranh với các cái loại tội phạm nói chung và đặc biệt là tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nói riêng. Những ngày này, tại khu vực cửa khẩu vùng biên như cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã trở nên nhộn nhịp. Một số đối tượng buôn lậu lợi dụng đường mòn, lối mở, tự phát ở vùng biên, khu vực bờ sông biên giới Ca Long để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới với nhiều nhóm mặt hàng có lợi nhuận cao. Điển hình vừa qua, lực lượng đồn biên phòng Móng Cái đã trực tiếp và phối hợp với hải quan, lực lượng quản lý thị trường, đoàn đặc nhiệm miền Bắc của Bộ Quốc phòng đã tiến hành bắt giữ và tịch thu nhiều tang vật. Theo lực lượng chức năng, một số cư dân sống ở các đò sắt ở sông biên giới Ca Long vẫn sống nhờ vào việc vận chuyển hàng lậu, khiến cho lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong xử lý. Trong thời gian tới, sẽ tập trung trước hết là vào công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tham gia tiếp tay buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đặc biệt là thuốc lá. Thứ hai là tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, triển khai các biện pháp tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với các biện pháp công tác nghiệp vụ, nắm tình hình, đấu tranh với các hoạt động trên. Ban chỉ đạo 389 Trung ương yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm đến các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, lực lượng quản lý thị trường cũng đề xuất chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng ở các tỉnh biên giới cần có ngay kế hoạch phối hợp với các nước bạn để phát hiện những thủ đoạn mới giúp phòng chống buôn lậu đạt hiệu quả hơn.